Bữa đó thì hai đứa đi lúc thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh này cái đó uống có được không? Được cái sao không? Đi. Anh uống vài à? Bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá. Đây mừng trong bụng rồi. Cô này nó uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường, lần này cái tự nhiên kêu anh này em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi. Con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ chồng Son. Con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Con làm kinh doanh về bất động sản. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con buôn bán. Dạ, tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Có em bé chưa? Có một bé năm nay được 13 tháng ạ. Dạ, giờ con bầu 5 tháng nữa. Ôi, là bé rưỡi rồi đó. Bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Đúng rồi chị. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Nhưng mà nó nghe nè, bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên tụi con gặp quen biết qua mạng á chú. Con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao dạ chát không biết. Tại vì không có ăn ảnh đó cô. Nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Kết bạn đại, nói chuyện hay cũng được á. Khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Cái nó ảo quá đúng không con? Nó buồn cái tự nhiên lại vào. Kết bạn lại rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn không? Con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện của cô. Con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi á. Lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Thế là xin ông với tôi luôn. Và sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thời gian đó là con làm ở dưới Long An á. Hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Thấy báo chí rồi viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo để gặp cô này. Cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương. Lù lù một xíu thôi nhưng mà khúc nào đó khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ. Ê mày, tao thấy chị này được nè. Nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Cái mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình ơn? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay run mà lúc đó con nói nhiều lắm. Run mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng không? Dạ, con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa. Con nghĩ cho bạn bè thôi à. Về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì nghĩ mình tại vậy mà lại có người vậy mà thích mình. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, chứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là vợ con tự ti thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó. Đẹp mà nói chung là đẹp. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp. Hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa công ty con tổ chức. Thì con mới rủ cô này đi. Cô này nói là phải xin mẹ không cho đi qua đêm đâu. Với lại giờ em cũng không có tiền để đi. Con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Anh lên anh xin ba mẹ cho. Chi phí đi anh lo hết. Nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa. Bố ưng á là xong phim luôn á. Là bố mời bố con hay là bố bố của con. Cái xong rồi là chị nó đi. Nhưng bố thì sao? Bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui. Tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở. Mà mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói, Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn chụp không? Ở đó trong chùa không dám làm hết á. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén đi thoát khỏi chùa. Dạ sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu rút răng nhau. Con hồi hộp, tim đập nhanh, dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Hung lần đầu là con vậy chứ mà bắt nhịp vô cái này con quen liền. Đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Bữa đó thì hai đứa đi lúc thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh cái đó uống có được không? Được cái sao không? Thử đi. Anh uống vài à? Bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá. Cái mừng trong bụng rồi. Cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Đó thì về cái cô này mới nói về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi. Nhưng mà cuối cùng về con biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình đó. Say tình. Em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói em nói cho anh biết. Hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Thực ra anh chỉ là thóc thôi. Thuận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Anh trao cho em luôn đó. Rồi bao lâu thì bà hai đứa mới đám cưới? Kể từ buổi tối đêm mấy? Sau bữa đó thì có một một lần quyết định nữa là gia đình con có một cái đám cưới. Thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung, giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cũng biết. Nói chung là công khai quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vợ kế hoạch đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có, bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Xong rồi, hồi đó lén mẹ chứ đâu có tới đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá cái nói với vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào làm tí đi. Hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi 1 tiếng thôi nha em, đúng 1 tiếng thôi nha. Con nhớ là chui vào nhà nghỉ trong cái hẻm, trong tút trong sâu á. Bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái sau hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng không? Hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Sau này khi mà về con rà lại con mình biết là cái thời điểm đó là có bầu. Cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Trời ơi vui vẻ quá. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, chắc có lẽ là con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ con coi, con thích chương trình này. Dạ con thích chỗ này không? Dạ. Con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt hơi nghiêm lắm, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là tính nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là ảnh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay nè là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói nên nãy vợ con có quốc chồng học cơm mà. Nãy giờ nó mới vui đó chị, mới vui đó. Nãy giờ nó vui quá trời. Nãy giờ mặt nó quạo lắm á. Rồi xấu tính đói nè, đổi gì nữa? Dạ với lại tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó ảnh nhắc luôn. Là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn. Con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, không được gì á thì nói nhau biết, hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. À, con không thích cái ra đó thôi. Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo, nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì hết. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Thế hả? Nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút, mà gọi là vui thì thôi. Hai chồng thì cũng sàm vậy chứ không tán đến hai sàm. Ông nghèo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn đó. Dạ. Nghèo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi, chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á, nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới con đó Sô. Dạ, vợ con chỉ có tật duy nhất là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở đâu luôn. Buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Có cái tật đó là con đi đâu xa thì hay nhắn, anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi. Rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, chứ đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kiếp nên là con phải cần ngủ á, ngủ để vô việc làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đợi thức rồi nhắn tin là ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là cho lãng mạn á, vợ con thì không như vậy. Nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai chồng phải thay đổi vì nhau lắm. Nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ, sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ, cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á, là kiểu như con lụm gì đúng không? Đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy, cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu. Nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Chồng con á, là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Nhưng mà theo cô á, thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế, anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó, chứ không phải là ấy đâu. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình, nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Dù cô nói như là tin nhắn đi, thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động hết sức là nó nhỏ thôi, nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng. Tại bạn làm ca làm kiếp thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa, nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá, thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng là em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa, đúng không con? Không bao giờ suy diễn mà nó ở đó. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Dạ. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Dạ. Bé này là sinh năm mèo nữa. Dạ. Mèo vàng nữa. Dạ. Rồi chúc hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Dạ. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. Nghe. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. À, có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới thiệu luôn đi. Em hát nhóm The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm đó nghe. The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống là sự nghiệp của một anh quản lý đó, nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sau? Dạ sau anh. Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá, mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Teenagers. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai thôi. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa, tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm, phải không? Khoái cười, khoái cười chứ nó nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm, nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè, bây giờ thôi, vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ là trước khi mà em biết ảnh á là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh nhưng mà bằng bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm á, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái duyên tới thôi, chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương thôi. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ thường em thấy ai mà mặc đồ bạn trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh. Cảm giác em thấy không có được tin tưởng, là an tâm đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cái tuổi là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. nó có một cái gì đó mà cái tâm tính nó mưa nắng kỳ cục, nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích, hiểu không? Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó, nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Vậy hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính? Mà dính không? Lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm gì đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia, em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là gây chú ý. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa, thì mấy đứa em á rủ đi chùa, đi giao thừa, mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi, mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi bây giờ hai đứa đi luôn, có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ hết kỳ ngại. Cái sau ổng nói hơi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi, kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Lúc đó quen luôn, là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Trời Phật chứng giám đó. Vừa ra xong là coi như là quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh còn giấu em á. Nhưng mà có khi như vậy nào... Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn, có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á, hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng này nọ, cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết, chứ em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Cái sau em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em, cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi, bà cứ gọi, bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa, dứt luôn, im luôn, dứt bên kia luôn, dứt phát luôn. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn giận bỏ nhau không? Dạ cũng có chứ, có giận, nó không thì không ai tin đâu. Có giận. Mà ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em, bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian, cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh một là anh chọn em, hoặc là anh chọn người ta, thì em cho anh 2 tuần, 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bả tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập thì cũng là đi chung với người ta ăn uống gì đó, cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn đó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại, em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để cao. Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó cho ông biết là đâu phải là không có anh em không có ai. Nhưng mà lại đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào, phải rõ ràng. Đó, thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nói ổng quyết định, ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như vậy chắc chắn anh không dám đến nhà. Sợ bị ảnh hưởng tới việc học hành. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em. Mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà, như ở nhà trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ có, ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Chứ ông bà già vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi. Năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó, cái nói, cái bà em nghe, cái bà em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây con bớt chơi. Tự nhiên lại phải không? Bớt tự nhiên lại. Thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá, đi về nhắn tin với ba. Ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba ảnh. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà hội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội bên này cũng ưng. Rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ôi vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó, rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính đó, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ, thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mình nói, cũng được. Vậy hả? Cũng nhờ chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó. Dạ, đúng vô rồi. Bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi chưa giờ nghỉ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á, để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, cái em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Tại đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có về được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Về được 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày. Tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ. Tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy đến nay không? Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình nó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Rồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là con em xuất ngủ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm nữa đúng không? Người thiếu kinh nghiệm sao Đạt? Em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có chắc trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, 10 mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tăng tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị. Nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được. Cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ. Rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nó giấu. Run rẩy lắm. Không dám đưa, tới tối em gình. Tối em gình, em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gình, mà gình không được. Đang ngủ này, em chụp cái điện thoại, cái giật lại. Rồi, em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính đó. Rồi xong em mới phát hiện ra đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh. Đúng rồi gì là đó là phát hiện ra là bạn này thôi đó. Dạ xong rồi em nói chuyện với ba mẹ em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết một mình. Rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi, em không có cái cư xử đó nữa. Còn cái lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi hộp, sợ hãi không? Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy mày phải nói với lại vợ mày sao. Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tức tổ. Dạ, là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi, kia đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy. Có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không em? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm. Dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì biết hết nấu sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được 2 món à. Mì trứng, mì tôm với là chiên trứng thôi. Trời, 2 món khó quá em. Không, chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm anh. Cái con em nó nói cho mẹ rửa chén được nhiều lần lắm đó ngoại ơi. Cái mà ngoại hỏi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ 2 lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới 2 lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết rồi. Tính tình thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em làm sao? Em có phản ứng là không hay là im lặng? Em im Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là chỉ có ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nhai nói nhiều đó. Có nhai lại chuyện cũ không em? Dạ không. Được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tại vì á em thì không thích nhậu nhẹt, mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Ngoại giao để kiếm xô cho em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Này không, đó nhậu cứ mỗi lần nhậu về là em la, mà em la là tới sáng. Trời ơi, dẫu thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bà ngồi bà cứ lải nhải hoài. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà em vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích, em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ngủ của ông ấy đó. Rồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ. Hả em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Mà trong khi quạo, đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu vậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về, mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn, ổng ăn 2 phần. Ủa, cái tật mà nhậu em xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, ăn gì á? Bạn. Hai anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Chỉ có như đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có thêm lại nữa? Phải bớt nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng con trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đứa gái. Ôi, con trai. Mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, ta rượu bổ. Dưỡng rồi, dưỡng rồi. Được đó. Rượu bổ. Rồi giờ Đạt muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút hả? Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi đó, đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi. Thì giờ á 50-50 đi. Tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn á. Thì đó thì tại vì em nhậu đó nó ghét nhất là nhậu mà đúng không? Dạ đúng. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không Đạt? Em im. Im xong rồi đi. Em đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính đến mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy gì nè, em bớt lợi. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Bớt lại là có 2 cái lợi cho cả 2 đứa luôn. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng nó hát. Em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi, trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường. Nghe. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi, đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Trong một cái phần rất là hấp dẫn. Nghe. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Ok.